Em chào các bác nhá, đã trở lại kênh YouTube máy công cụ Đức Tùng. Hôm nay em về con máy phay OKK 3V. Thì con này đời mới, rất là đẹp. Em xin làm YouTube em review cho các bác luôn. Đấy thì tất cả mọi cái chạy OK nhá. Chạy bán X này, bán Y này, bán Z này, tự động 3 chiều luôn. Các bác để ý ba cái tay quay nó quay ha các bác. Nó chạy quay trở lại này, gạt nó chạy ra đi, anh nó chạy ra này, nó chạy ra này, đấy bàn trục dép đang chạy xuống này, đúng rồi. Để em bây giờ tắt máy nhá, đo kích thước bàn nhá, lấy cái thước này nước sơn là di nguyên bản hết nhá, nước sơn là di nguyên bản hết đâu anh. Nước sơn là di nguyên bản hết. Cho em tím leo lên đấy. Bao nhiêu đó? 1650. 1650. 1650. Rồi. 380 đây. 380 à, bàn rất đẹp nhé, băng bi 7 cá 550. Anh đo hành trình thực tế ấy. Đo đo từ cái bàn, đo từ cái bàn, đều quên, đều quên rồi, đo đi, đo thước, đo hành trình Z ấy. Xoay thước vào đây rồi đo ra ngoài nhá, đo ra ngoài ấy. Ra ngoài mép đây này, đó đúng rồi, lên nữa 550 đây. Cái thước này là 550. Thôi được rồi, anh đo thực tế ở đây đây. Đo, đo, đo lại đây này, đây này. Đây này, đây. Đây, 550 nhá. 550 này. Đấy, mà còn chưa lên hết cữ nha. Thì ở đây á thì MH3V các bác sờ lên mã nha. Thì đây cái thước thì nó mất rồi, nhưng mà cái dấu này nó còn phải lên 5 phân nữa nhá, dấu này nó lên 5 phân nữa đấy. Thì ở đây là số lớn nhất là 1600 vòng phút, 1600 vòng phút đấy. Máy là bàn biết là băng bi là rất là đẹp ha. Anh ơi, chạy tự động quá. Rồi, đây là đang chạy rô này. Lâu lâu ném cái bàn. Đây, em sẽ lau thực tế cho bác xem một cái bàn bàn nha. Bằng thép đây bác nha. Bằng thép, bằng chui nhá. Băng thép băng chui các bác nhìn này. Đấy, ở bên hông nó tím nhá, tím ngắt luôn, gọi là băng thép băng chui. Rồi. Đẹp chưa, long lanh ken xi beng nhá, gần như mới toang hết rồi này. Băng thép băng chui luôn. Đấy, đây là hình trình trục Y, còn hành trình trục Z này cũng rất là OK nhá. Đấy. Đấy, tổng gọn máy thì ở đây ấy, là cái này là cái bộ này là bước tiến nhá, bước tiến nhá. Đó. Máy thì toàn bộ là của Nhật hết các bác nhá. Đẹp, băng bi 7 cá hết luôn. Chạy số lớn của em ngay. Chạy số lớn cùng ngay. Bây giờ em sẽ chạy thử từ số lớn đến số nhỏ nhá. Đây là số cao nhất đúng không? Cho em đứng nhờ. À, bớt nhất rồi hả? Đây là số cao nhất đúng không? Rồi, à, đây là số lớn nhất nha các bác nha. Rồi, đổi số khác anh ơi.
Rồi số cao nhất rồi, bây giờ số đây đó, em nhìn này, nhìn này, CF này là số cao nhất này. Đây C là 1 này. Rồi F là 2 này. F là 2 này rồi. Ok, là số lớn nhất nha. Thế bây giờ là A G đi. A G kìa. À D G kìa, trên cùng á. D G giờ cho số A nữa, nhỏ nhất đi. Rồi, D G này. Rồi. Rồi, D nữa. Rồi, đây là số nhỏ nhất này. Số chậm nhất. Nói chung là tất cả các số ở đây bao các bác là êm nha các bác nha. Rồi, anh cứ thử hết các số luôn, có thời gian mình thử hết các số thôi. Dạ. Đấy, em đang thử hết các số các bác nha. Ok luôn. Đó. Đang thử hết các số nhé. Ok luôn. Rồi, rồi ok. Đấy, bàn băng bi hết đầy đủ hết đây. Mở tủ điện ngay để em mở tủ điện cho các bác xem nhé. Đây. Đẹp long lanh keng sleng luôn. Đây sách vở nó còn trong này nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm tới kênh. Em cảm ơn. Thích mỗi cái là bằng thép, sáng loáng đẹp. Trên nó tôi đi. Rồi, cảm ơn các bác nha. Ở đây ấy, là nó có hai cái sọt rác nha. Đây. Hai cái sọt này là nó đựng rác ở bên hông của nó. Các bác ha. Đấy, hai cái sọt đựng rác. Đấy, khi giao máy này em sẽ giao đầy đủ cho các bác nha.